Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ, đường thanh thang bạn thân kéo nhau về. Bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kia chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Có một lời mọi hôm nghe quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho âu lo ngày mai quá mau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Lại trường vẫn như xưa, trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Cánh vườn hồng lặng rơi chúng ta
xa phải xa nhau rồi, như đàn chim non rời tổ khôn lớn, mỗi người bay về một phương trời. Tạm biệt sân trường để ánh nắng, tạm biệt bộ đồng phục màu trắng, tạm biệt thầy cô, tạm biệt mái trường, khung cảnh bỗng nhiên sau tĩnh lặng. Mới ngày nào bước vào cấp 3, khuôn mặt còn đầy sự bỡ ngỡ, và dù hàng ngày tung tăng khoác cặp tới trường cùng bao nhiêu ước mơ, thứ thầy cô cho là hành trang để mai vững vàng với cuộc sống, để cho em biết vẽ từng vần thơ màu xanh bát ngát của cánh đồng. Lời thầy cô dạy sẽ khắc ghi tình yêu thầy cô vô bờ bến, lời dặn dò em lần cuối vì ngày mai thầy cô không còn ở bên. Em xin tạm biệt thầy chủ nhiệm dù dắt chúng em một năm qua, xin lỗi thì khi chúng em còn hư, đôi khi chúng em còn quậy phá. Ngày nào thầy cũng phải đến sớm, hôm nay chúng nó trực nhật chưa, thầy ơi nhớ lắm những lần bị phạt tới cây kể cả những ngày mưa. Ngày mai không còn những giờ sử, ngày mai không còn những giờ tin, ngày mai không còn những giờ thể dục, những tiết quốc phòng nắng chói chang, không còn được thấy thầy hiệu trưởng tới trường khi trời còn hơi sương. Ẩn sau một sự trầm lặng của thầy, trong đó là cả một tình thương. Ngày mai có con đường phía trước, ngày mai phải tự chấp cánh bay, ngày mai bước ra cuộc sống hãy biết lao động cống hiến bằng đôi tay. Và nhớ lắm người bạn thân nơi, kỷ niệm với đầy thơ năm tháng, và giờ giây phút chia tay ngậm ngùi chúng ta cố níu chút thời gian. Cánh phượng hồng rơi sân trường vắng, hai hàng nước mắt thấm đôi môi, kỷ niệm học trò gửi lại nơi đây đừng quên tôi nhé bạn thân ơi. Đã từng có những ước mơ, nhưng vì cuộc sống ở ngoài kia chúng ta đâu có đẹp như thơ. Có người mơ làm nghệ sĩ, có người đơn giản làm công nhân, nhưng ước mơ đó cũng chỉ thầm mong một ngày được thay đổi số phận. Chúng ta đã trao nhau hết, hết những đam mê của tuổi trẻ. Ngày mai xa rồi bạn ơi, đừng quên những năm tháng cận kề. Muốn níu tay thêm chút nữa, nhưng thời gian không ngừng trôi. Tôi muốn học cùng các bạn mãi mãi, nhưng đã đến lúc phải dừng thôi. Sẽ luôn nhớ mãi những nụ cười, mỗi lần chém gió và lang thang, những lần đi muộn bị thu dép lê, phải đi chân đất vẫn hiên ngang. Kỷ niệm thầy cô cùng bạn bè, viết lên từng trang vở trắng. Kỷ niệm của thời học sinh ngây ngô cùng mái trường đầy ánh nắng. Giờ biết bao nhiêu kỷ niệm, cho tôi gửi lại nơi đây, cho tôi gửi lại từng cánh phượng rơi bên thềm ghế đá hàng cây. Và mai phải xa nhau rồi, mái trường ơi tạm biệt nhé, tạm biệt thầy cô, các bạn ơi, chúng ta sẽ mãi là bạn bè. Vì phút sau rặng tre,
Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa. Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn chiều hái hoa trên sông. Ngày xưa bên vắng lưu luyến con thuyền chờ người đi xa. Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chờ bao ước mơ. Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mơ tím. Sương cuối thu xa dáng em gầy trăng ướt áo xa lời hứa khi xưa. Những ước mơ chúng ta bay cao vượt qua bao gian nan lòng
Từ ngày đầu tiên đã chân vô vơ đến đây, vẫn ngu ngơ chưa quen biết ai, cảm giác có yêu nhiều hơn. Rồi mùa hè sáng đôi chân như không muốn đi, đôi tay thôn như không muốn buồn, bạn bè thầy cô. Ngày mưa đã bắt đầu rơi, kỳ thi cũng đã đến rồi. Phải rời xa lớp, phải rời xa hết, thật lòng không muốn đâu. Mặn nhìn nhau luyến tiếc, đôi môi mặn mà không nói. Đôi bàn tay dường như, như không muốn buông, từng chan ký ức ngày xưa. Ngày đầu tiên đã chân vô vơ đến đây, vẫn ngu ngơ chưa quen biết ai, cảm giác có yêu nhiều hơn. Rồi mùa hè sáng đôi chân như không muốn đi, đôi tay thon như không muốn buồn, bạn bè thầy cô. Bạn bè thầy cô đã yêu thương điều tốt nhất cho em, ngày mai làm sao quên được. Tạm biệt hàn nghe đã sân trường màu trắng áo dài, từng nhớ anh hoa phương buồn. Tạm biệt từng ký ức khóc cho ngồi khóc lúc xa nhau, thời gian bạn ơi không muốn đâu. Tạm biệt nhìn lúc khó khăn tụi mình cùng có nhau, giờ có lẽ như không còn. Ngày mai sẽ nhớ tụi mày lắm, khi đặt chân tới bước đường tương lai, đâu đi cùng trên con đường đến lớp, khi ông mặt trời buông ánh nắng vương vai. Có thể một thằng sẽ một hướng, anh em tụi mình sẽ đôi nơi. Nhớ hãy trân trọng tình bạn mình đang có, đừng làm phai nó đi nhé bạn tôi ơi. Nhớ tiếng bài giảng của thầy cô, bụi phấn mờ tưởng như màn sương trắng. Không ngần ngại sương gió hay mưa dầm, chỉ mong tụi em tương lai được vương nắng. Trong trường ngày nào giờ bám bụi, đã lâu rồi không nghe tiếng lá rơi. Một lần trở về với tuổi thơ, không biết ra sao nhưng tôi từ vận đời. Sẽ nhớ lắm hàng ghế đá, chiếc bàn góc cửa không phôi pha. Kỷ niệm chúng ta là như thế, dù ngàn năm nữa có trôi qua. Xa quán trà chanh ngồi chém gió, gọi trận banh sẽ thiếu đi vài thằng. Ngồi chờ nhau trên từng con hẻm nhỏ, mặc kệ hôm nay trời mưa hay mai nắng. Lưu bút phòng trò ghi vào đây, với tất cả kỷ niệm ta từng có. Chiều tan trường cùng nhau đi thả diều, bên cánh đồng xanh một màu không ngừng gió. Trường ơi giờ sắp xa rồi, không thể vỡ tan đi những gì muốn nói. Thời gian qua đi, nhưng không thể làm kỷ niệm của tuổi học trò này cuốn trôi. Thầy cô đã yêu thương điều tốt nhất cho em, ngày mai làm sao quên được. Tạm biệt hàn ghế đã sân trường màu trắng áo dài, từng nhớ anh hoa phương buồn. Tạm biệt từng ký ức khóc cho ngồi khóc lúc xa nhau, thời gian bạn ơi không muốn đâu. Tạm biệt nhìn lúc khó khăn tụi mình cùng có nhau, giờ có lẽ như không còn. Từ ngày đầu tiên đã chân vô vơ đến đây, vẫn ngu ngơ chưa quen biết ai, cảm giác có yêu nhiều hơn. Rồi mùa hè sáng đôi chân như không muốn đi, đôi tay thon như không muốn buồn, bạn bè thầy cô. Ngày mưa đã bắt đầu rơi, kỳ thi cũng đã đến rồi. Phải rời xa lớp, phải rời xa hết, thật lòng không muốn đau. Mặn nhìn nhau luyến tiếc, đôi môi mặn mà không nói. Đôi bàn tay dường như, như không muốn buông, từng chan ký ức ngày xưa. Tạm biệt thầy cô đã yêu thương điều tốt nhất cho em, ngày mai làm sao quên được. Tạm biệt hàn ghế đã sân trường màu trắng áo dài, từng nhớ anh hoa phương buồn. Tạm biệt từng ký ức khóc cho ngồi khóc lúc xa nhau, thời gian bạn ơi không muốn đâu. Tạm biệt nhìn lúc khó khăn tụi mình cùng có nhau, giờ có lẽ như không còn. Hello, oh, my darling. Hello. Lali tóc xanh buông xõa vai mình,
trời ươm nắng cho má em thêm hồng, người xinh xắn thêm mê ngất lòng. Chiều trên phố em có hay không em, một mình anh theo em suốt đường về. Tình anh đó như đã cho em rồi, kìa cô bé sao em cứ làm ngờ. Anh đây chàng ca sĩ tâm hồn là một bài thơ, này cô bé xin được làm quen em nhé, đừng cười đùa tình anh nhé. Hello oh, chào cô em mơ mộng. Hello oh, tình em anh ngóng trông. Hello oh, chào cô em yêu kiều. Hello oh, tình anh xin gửi chào. Chào cô bé, đôi mắt nay mơ mờ, là lời tóc xanh buông xõa vai mềm. Trời ươm nắng cho má em thêm hồng, cười xinh xắn thêm ngây ngất lòng anh. Chiều trên phố em có hay không em, một mình anh theo em suốt đường về. Tình anh đó như đã cho em rồi, kìa cô bé sao em cứ làm ngờ. Anh đây chàng ca sĩ tâm hồn là một bài thơ, thường nhìn chôm em ngẩn ngơ. Và hôm nay cô bé làm quen em nhé, đừng cười đùa tình anh nhé. Hello oh my darling, hello oh I love you, hello oh be my girl, hello oh I need you, hello oh chào cô em. Chân như không muốn đi đâu, tôi thôn như không muốn buồn, bạn bè thầy cô mưa đã bắt đầu rơi, kỳ thi cũng đã đến rồi, phải rời xa lớp, phải rời xa hết, thật lòng không muốn đâu. Mặn nhìn nhau luyến tiếc, đôi môi mặn mà không nói, đôi bàn tay dường như không muốn buông từng chan ký ức ngày xưa. Ngày đầu tiên đặt chân vô và đến đây vẫn ngờ chưa quen biết ai, cảm giác có yêu nhiều hơn. Rồi mùa hè sáng đôi chân như không muốn đi, đôi tôi thôn như không muốn buồn, bạn bè thầy cô. Bạn bè thầy cô đã yêu thương điều tốt nhất cho em, ngày mai làm sao quên được. Tạm biệt Hà Nội đã sân trường màu trắng áo dài, từng nhà anh hoa phương buồn. Tạm biệt từng ký ức
mọi người không lúc xa nhau. Thời gian bạn ơi không muốn đâu. Tạm biệt nhìn lúc khó khăn tụi mình cũng có nhau. Giờ có lẽ như không có. Ngày mai sẽ nhớ tụi mày lắm. Khi đặt chân tới bước đường tương lai, đâu đi cùng trên con đường đến lớp. Khi ông mặt trời buông ánh nắng vương vai, có thể một thằng sẽ một hướng, anh em tụi mình sẽ đôi nơi. Nhớ hãy trân trọng tình bạn mình đang có, đừng làm phai nó đi nhé bạn tôi ơi. Nhớ tiếng bài giảng của thầy cô, bụi phấn mờ tưởng như màn sương trắng. Không ngần ngại sương gió hay mưa dầm, chỉ mong tụi em tương lai được vương nắng. Trong trường ngày nào giờ bám bụi, đã lâu rồi không nghe tiếng lá rơi. Một lần trở về với tuổi thơ, không biết ra sao nhưng tôi từ vận đời. Sẽ nhớ lắm hàng ghế đá, chiếc bàn góc cửa không phôi pha. Kỷ niệm chúng ta là như thế, dù ngàn năm nữa có trôi qua. Xa quán trà chanh ngồi chém gió, rồi trận banh sẽ thiếu đi vài thằng. Ngồi chờ nhau trên từng con hẻm nhỏ, mặc kệ hôm nay trời mưa hay mây nắng. Lưu bút phòng trò ghi vào đây, với tất cả kỷ niệm ta từng có. Chiều tan trường cùng nhau đi thả diều, bên cánh đồng xanh một màu không ngừng gió. Trường ơi giờ sắp xa rồi, không thể vỡ tan đi những gì muốn nói. Thời gian qua đi, nhưng không thể làm kỷ niệm của tuổi học trò này cuốn trôi. Thầy cô đã yêu thương điều tốt nhất cho em, ngày mai làm sao quên được. Tạm biệt hàng ghế đã sân trường, màu trắng áo dài từng nhớ anh hoa phương buông. Tạm biệt tình ký khóc cho ngồi không lúc xa nhau. Thời gian bạn ơi không muốn đâu. Tạm biệt nhìn lúc khó khăn tụi mình cũng có nhau. Giờ có lẽ như không có. Từ ngày đầu tiên đã chân vu vơ đến đây, vẫn ngỡ chưa quen biết ai. Cảm giác có yêu nhiều hơn. Rồi mùa hè sáng đôi chân như không muốn đi, đôi tôi thon như không muốn buồn. Bạn bè thầy cô, vì mưa đã bắt đầu rơi, kỳ thi cũng đã đến rồi. Phải rời xa lớp, phải rời xa hết, thật lòng không. Các bạn để ổn định cho chương trình hội khóa ngày hôm nay, mời thực tiết có một phần quà rất là đặc biệt để chuẩn bị cho phần khởi động năng lượng. Tạo cái năng lượng cho buổi học khóa chúng ta, để học khóa chúng ta thành công tốt đẹp. Và bây giờ Lương Vân xin đại diện cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý thầy cô giáo chúng ta khởi thân đứng dậy ạ. Và mời tất cả các bạn trường học sinh chúng ta cũng đứng dậy ạ. Để tạo một năng lượng lớn thì mọi người cho bên một nào có tay thật to đó mà. To nữa đâu mà. To nữa đâu mà. Mời người năng lượng và nghĩa ngày hôm nay chúng ta có một buổi hội khóa thành công tuyệt vời hả? Hãy làm theo mình ạ. Nhảy mặt lên mọi người ơi. Đây đâu tới đâu hả? Hãy làm theo bản thân hả? Làm theo tôi tí ạ.
mái chùa dày tiếng nói thầy cô chắc kém ba bầy bay bao mùa gió như mỗi mùa đi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời người thầy, người cô chưa từng gặp lại những người bạn của mình trong 4 năm học, 20 năm chưa một lần trò chuyện, 20 năm chưa một lần gặp gỡ, và có thể đó là những lần gặp gỡ với những câu chuyện phím, hay đó là những lời cảm ơn, lời xin lỗi muộn màng. Và tất cả chúng ta nghĩ gì về những năm tháng đó? Đó là những buổi sáng dậy muộn sợ trễ học, hay có lẽ đó là một hôm đến trường, cảnh trường thật thơ mộng và xinh xắn, và có thể đó là những ánh mắt vội trao nhau và hàng tỷ những thứ khác. Và Khánh Nhi nghĩ đó cũng chính là cái cớ để ngày hôm nay chúng ta được gặp nhau về đây dưới mái trường trung học cơ sở Phan Châu Trinh này để cùng tham dự hội khóa 20 năm nơi ấy tìm về, niên khóa năm 1995-1999, trường trung học cơ sở Phan Châu Trinh. Về tham dự chương trình sáng hôm nay, tôi xin trân trọng kính giới thiệu về phía ban giám hiệu trường Phan Châu Trinh, niên khóa năm 1995-1999, xin được kính giới thiệu thầy Đoàn Thạnh, hiệu trưởng nhà trường, thầy Trương Công Nên, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể quý thầy cô tham gia giảng dạy niên khóa năm 1995-1999, và đặc biệt hơn nữa là sự hiện diện của hơn 200 anh chị là cựu học sinh trường trung học cơ sở Phan Châu Trinh. Kính thưa quý thầy cô và các anh chị cựu học sinh thân mến, mỗi khóa chúng ta sẽ cùng tiến hành buổi lễ dâng hương trước tượng cụ Phan Châu Trinh
Kính đề nghị các thầy cô và các anh chị chúng ta đứng dậy, tập trung chỉnh đốn trang phục. Xin được trân trọng kính mời thầy Dũng, hiệu trưởng nhà trường, và anh Ngọc Thành, đại diện cựu học sinh, dâng vòng hoa để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Phan Châu Trinh. Xin được trân trọng kính mời vị Đoàn Thành và thầy Trương Công Nên, đại diện cho thầy cô niên khóa năm 1995. Về phía cựu học sinh, xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Hồng và anh Nguyễn Đức Trọng, đại diện cựu học sinh niên khóa năm 1995-1999 lên dâng hương tưởng niệm. Thank you.
thầy Triết, thầy Tú xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. Mãi mãi xin được trân trọng kính mời.
nhau một chặng đường. Và xin được quý vị hãy cho một tràng pháo tay nữa thật lớn, thật to, thật giòn giã có được không ạ? Kính thưa các thầy trong ban giám hiệu của trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, kính thưa tất cả các thầy cô giáo người hưu cũng như đang công tác tại trường chúng ta, cùng tất cả các em học sinh tiên khóa 1995-1999 thân mến, hôm nay được vinh dự các em mời các thầy cô giáo cô về dự kỷ niệm 20 năm ngày các em ra trường. Trước đây cũng có một khóa cũng tổ chức như các em và cũng có những cái hoạt động rất có ý nghĩa đối với nhà trường. Thì hôm nay thầy cũng đến dự với các em trong cái ngày mà các em ôn lại những kỷ niệm của cái thời gian chúng ta học tập ở đây. Cho đến bây giờ có thầy cô giảng dạy, có em thì có nhiều thầy cô đã về hưu và còn một số ít ở lại cùng với các thầy cô mới để tiếp tục công tác ở trường đây. Thì thầy không gì hơn thì mong mỏi có em được luôn luôn sức khỏe và thành đạt trong cái sự nghiệp của mình. Điểm là thời gian thì chúng ta thấy thấm tốt như vậy, các em đến đây lúc bấy giờ là đầu thiếu niên Kiều Phong 14-15 tuổi, nay các em đã 35 tuổi rồi. Như vậy các em đã trưởng thành rồi. Còn có thầy cô thì có thầy cô đã trên 70 tuổi. Thì các em thấy cái thời gian nó qua rất nhanh và thầy cũng mong muốn là các em tranh thủ cái thời gian của mình để chúng ta làm những việc có ích. Nhất là thầy mong muốn các em tận tình giúp đỡ bạn bè. Chắc chắn là trang này, trang số các em có những em còn khó khăn, có những em có thành đạt. Thì nếu có điều kiện chúng ta giúp đỡ bạn bè thì không gì hơn trong cái dịp mà gặp mặt hôm nay, họp mặt của các em. Thì một lần nữa chúc các em sức khỏe và thành đạt trong cái công tác của mình. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của thầy. Và ngày hôm nay đại diện cho các thầy cô niên khóa năm 1995-1999 thì thầy Thành cũng có một lãng hoa gửi tặng cho các học sinh của mình. Và trân trọng kính mời anh Lương Vinh, đại diện cho cựu học sinh khóa năm 1995-1999 lên nhận món quà từ thầy. Xin trân trọng kính mời anh. Một tràng pháo tay ạ. Vâng, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị và các anh chị thân mến, hàng ghế đá xanh tàn cây góc sân trường, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Vâng, kính thưa quý vị, ghế đá, hàng cây là những thứ chúng ta không thể không nhắc đến khi nghĩ về mái trường, thầy cô và bạn bè, phải không ạ? Và hôm nay, sau 20 năm trở lại, với lòng biết ơn và tri ân sâu sắc của mình, các học sinh khóa năm 1995-1999 đã gửi tặng những chiếc ghế đá và cây phượng gửi tặng cho trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh. Và quý vị ơi, một tràng vỗ tay cho tinh thần tri ân và biết ơn của các học sinh khóa 1995-1999 ạ. Một tràng vỗ tay to hơn nữa được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tiếp theo chương trình, để đáp lại những tình cảm mà học trò của mình đã dành cho mái trường, đã dành cho quý thầy cô, thì sau đây xin trân trọng kính mời thầy Dũng, đại diện trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh, lên sân khấu có đôi lời đáp từ. Xin trân trọng kính mời thầy. Là cán bộ lãnh đạo, giáo viên của nhà trường qua các thời kỳ, quý thầy cô giáo hiện đang công tác tại trường, thưa các em học sinh, cựu học
chiếm vị trí. Hôm nay các em cựu học sinh của nhà trường tổ chức buổi gặp mặt thầy và trò với chủ đề 20 năm nơi ấy tìm về và kỷ niệm 20 năm ngày ra trường tại mái trường trung học cơ sở Phong Châu Trinh thân yêu này. Và cách đây 20 năm các em đã từng gắn bó trong suốt quãng đời học sinh tươi đẹp nhất. Lần đầu tiên, thay mặt các lãnh đạo nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý thầy giáo, cô giáo và các em cựu học sinh của nhà trường niên khóa 1995-1999 về dự buổi gặp mặt của thầy và trường kỷ niệm 20 năm ngày ra trường đầy ý nghĩa này. Kính chúc quý thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn luôn quan tâm tới sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Chúc các em cựu học sinh của nhà trường mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, luôn luôn hướng về trường, trung học cơ sở Phong Châu Trinh. Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến, Điền An là một vùng quê giàu truyền thống hiếu học, truyền thống tốt đẹp ấy đã được các thế hệ người Điền An giữ gìn, phát huy và ngày còn rạng rỡ. Từ ngôi trường này, nhiều thế hệ học sinh thành đạt, trưởng thành, tỏa đi khắp mọi miền của Tổ quốc, tham gia xây dựng quê hương đất nước. Trong đó có thế hệ cựu học sinh niên khóa 1995-1999. Hợp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của cựu học sinh niên khóa 95-99 ngày hôm nay là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc. Nó không đơn thuần chỉ là cuộc tụ họp tình bạn hữu mà còn là dịp để mỗi người cùng quay về trường với cái tốt đẹp nhất của thời học sinh, cùng nhìn lại chặng đường đã đi qua, tri ân mái trường, tri ân thầy cô giáo và cùng quyết tâm phấn đấu thêm nhiều thành công mới trong sự nghiệp góp phần xây dựng quê hương ngày còn giàu đẹp và cùng tô thắm thêm truyền thống hiếu học tốt đẹp của quê hương người Điền An chúng ta. Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng các em, nhân dịp buổi gặp mặt thầy và trò niên khóa 95-99, nhân dịp này thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin thông tin một số thơ bộ về trường và nhân năm học 2018-2019 để thầy cô giáo đã nghỉ hưu và các em cựu học sinh hiểu thêm về trường. Trường Trung học cơ sở Phong Châu Trinh được thành lập từ năm học 1977-1978. Ban đầu trường mang tên phổ thông cấp 1-2 số 1 Điền An. Năm học 1981-1982 trường mang tên trở thành phổ thông cơ sở số 1 Điền An. Năm học 1986-1987 trở thành trường phổ thông cơ sở Phong Châu Trinh. Đến năm học 1989-1990 được chính thức mang tên trường Trung học cơ sở Phong Châu Trinh. Hiện nay nhà trường có 20 lớp và với 845 học sinh, đội ngũ cán bộ giáo viên 41, ban giám hiệu 2, giáo viên 35, nhân viên 4. Về cơ sở vật chất trang thiết bị, nhà trường có đầy đủ phòng học văn hóa, phòng học bộ môn và một số trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập. Tuy nhiên về cơ sở vật chất vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, xuống cấp. Về chất lượng giáo dục, kết quả hành kiểm đạt độ tốt và khóa trên 98%, kết quả xét luận học lực giỏi 26%, khóa 42,2%, trung bình 25,3%, yếu 5,7%. Bộ viên chức và học sinh luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh để góp phần đưa vị thế nhà trường ngày càng phát triển mạnh về bộ mặt. Chính vì vậy mà chất lượng giáo dục của nhà trường luôn luôn được giữ vững và ổn định qua các năm học. Cơ sở vật chất nhà trường được trang bị ngày còn đầy đủ, không đơn đổ bổ cho hoạt động dạy và học. Nhìn chung nhà trường vẫn luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp mà bao thế hệ thầy và trò trong suốt 42 năm qua. Các em cựu học sinh có quyền tự hào về mái trường mà mình đã trải qua 4 năm đàn sách. Tôi mong rằng dù trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, các em hãy luôn luôn xứng đáng là cựu học sinh của trường Trung học cơ sở Phong Châu Trinh. Hôm nay các em cựu học sinh khóa 95-99 tổ chức hội khóa trường, tôi rất cảm động vì được biết các em đã ra trường cách đây 20 năm nhưng luôn luôn hướng về mấy trường xưa mình đã được học tập. Tôi lại còn cảm động hơn trước tình cảm chân thành thiêng liêng mà các em cựu học sinh của nhà trường đã dành cho quý thầy giáo, cô giáo đón dạy bổ mình trong những năm có học tập tại mấy trường này. Không những thế, các em cũng dành cho ngày giữa lâu giữa giờ, đây thật sự là tình cảm tốt đẹp uống nước cho nguồn của các em cựu học sinh 1995-1999 của nhà trường. Các em cựu học sinh thân mến, ai đã từng học thì không bao giờ quay mấy trường xưa. Có thể cựu học sinh luôn dành những tình cảm sâu sắc của nhà trường cho quý thầy giáo, cô giáo và các em thế hệ đàn sanh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của các em cựu học sinh đối với nhà trường hôm nay.
xin chân thành cảm ơn các em trong ban tổ chức của hội khóa 1995, 1999 đã dành thời gian cho nhà trường phát biểu giới thiệu về trường. Xin cảm ơn quý thầy giáo, cô giáo đã dành thời gian quý báu của mình về thăm trường xưa, gặp lại những học sinh thân yêu thế nào. Xin cảm ơn các em đã tặng quà cho nhà trường và tổ chức buổi họp hội ngộ hôm nay. Một lần nữa, thay mặt hội đồng sinh hoạt nhà trường, xin kính chúc quý thầy giáo, cô giáo và các em cựu học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Tiếp sau đây, xin được kính mời thầy Tống Viết Hải là trưởng hội cựu giáo chức phường Đường Điện An lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Quý thầy cô, thưa tất cả các em học sinh thân mến, hôm nay được về đây dự cái hậu khóa của các em thì thầy rất là xúc động. Thì trước hết thầy xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả học sinh đã tổ chức cái gala hậu hôm nay để các thầy cô và các em về đây ôn lại những kỷ niệm xưa. Thực tế bây giờ thầy rất là xúc động gặp lại những em. Có em thì thầy còn nhớ tay, nhớ mặt. Có những em thầy chỉ nhớ tay mà coi như cái mặt cũng không nhớ, nên như các em cũng thông cảm cho thầy. Thì rất là nhiều chuyện để nói, nhưng mà thôi thầy cũng không biết nói gì. Thầy mượn cái câu thơ của Tống Thanh Đông, cũng từ cái ngôi trường Điện An chúng ta ra đây, nói lên cái nỗi niềm của các em. Thầy vừa rồi thầy có đi dự cái hậu khóa 60 năm của trường Huy Hiệu á, thầy có đọc lên cái phong cái câu thơ của Tống Thanh Đông cũng từ ngôi trường này ra đây, nối lên được cái nỗi niềm. Cẩm trường cũ khép dùm hương tuổi ngạc, sân trường xưa xin hẹn buổi tao phong. Thì hôm nay các em làm cái sân trường xưa xin hẹn buổi tao phong, và cũng cho thầy gửi lời thăm tất cả những em không về đây được, đó là có cái lý do nào đó hay chưa. Các thầy cô ở đây chắc có lẽ cũng ban một ngày nào đó gặp lại các em. Và thầy cũng xin nói về cái thời sự của quê hương một tí. Thì các em chắc là về đây chắc thấy quê hương chúng ta phát triển cũng rất là nhanh, đã lên phường. Trước đây là các em tự hào về cái ngôi trường mình học, tự hào về quê hương. Thì hôm nay các thầy cô sẽ tự hào về các em. Các em đã lớn khôn, có tâm và có tầm. Và vừa rồi cái thời sự là Nguyễn Hòa, Kiều Loan cũng là sinh xuất phát từ đây, các thầy cô dạy các em kiến năng. Thì các em là vừa chăm ngoan học giỏi tờ năng và đã được nhận giải thưởng là đầu vương miện, giáo viên đã được đầu vương miện Á Hậu Màu của Miss Quốc ở Việt Nam và được đề cử dự thi Hoa Hậu Thế Giới, đó là điều vinh dự. Cuối cùng thầy xin chúc tất cả các thầy cô, các em vui vẻ, hạnh phúc, thành thật. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn thầy với lại những lời chia sẻ rất là tận tâm, tận tình về mấy năm nơi ấy tìm về ngày hôm nay. Thì Khánh Nhi xin được phép giới thiệu lên sân khấu một người với những lời chia sẻ vô cùng đặc biệt. Xin trân trọng kính mời anh đi. Thưa tất cả các thầy cô giáo và các bạn, điều khóa thứ 5 thứ 9. Thì sau 20 năm, hôm nay trong cái không khí hân hoan mừng cái ngày chúng ta tổ chức cái buổi hội khóa, thì trước tiên xin gửi lời cảm ơn đến các thầy, các cô và các bạn trong ban tổ chức, các bạn ở gần xa đã về đây tham dự. Thì trong cái không khí hân hoan và hạnh phúc hôm nay thì có những bạn có điều kiện được về đây tham dự, và có những bạn thì không có cái điều kiện để được có mặt ở hôm nay. Thì trong cái khoảng thời gian 20 năm chúng
chúng ta ra khỏi cái mấy trường trung học cơ sở thì có những bạn rất là thành công và có những bạn thì rất là khó khăn trong cái cuộc sống. Thì trong cái những bạn khó khăn thì trong chính A đó chúng ta có một bạn là Nguyễn Hồng Thái. Thì tình trạng của bạn Thái thì rất là khó khăn. Thì chính A có một phần quà nhỏ nhỏ để chia sẻ yêu thương đến gia đình của bạn Thái. Xin mời bạn Thái. Dạ, em kính mời thầy Sơn là chủ nhiệm lớp chính A. Dạ, đây là thầy Sơn và bạn Cẩm, thì đại diện của thầy, cô và học sinh lớp chính A sẽ trao phần quà cho bạn Thái và người đại diện của bạn Thái là gia đình. Chúng ta có thời gian hạn chế cho nên mong tất cả các bạn chúng ta di chuyển thật nhanh ạ.
để bạn tổ chức ạ. Vâng, phần chụp hình của lớp 9B đã xong, xin mời lớp 9C ạ. Các bạn lớp 9C chúng ta khẩn trương ạ. Để khỏi chơi những sao ạ. Dạ, cười tươi ạ. Vâng, phần chụp hình của lớp 9 xe là sao, cũng là lớp 9 xe ạ. Các bạn lớp 9 xe chúng ta khẩn trương ạ. Các bạn lớp 9 xe chúng ta chuẩn bị ạ. Xin mời các bạn lớp tiếng E chúng ta chuẩn bị để khỏi mất thời gian rồi. Mời các bạn lớp tiếng E vâng tập về phía trước sân khấu để chụp hình lưu niệm với lại quý thầy cô giáo ạ. Vâng ạ, các bạn chuẩn bị 1, 2, 3. Vâng, phần chụp hình của lớp tiếng D đã xong ạ. Xin mời lớp tiếng sau phần chụp hình chung với quý thầy cô giáo thì xin mời tất cả các lớp chúng ta băng tập về phía cổng và phía bắt góc kỷ niệm 20 năm để chúng ta chụp hình riêng của lớp ạ. Xin mời lớp tiếng A. Xin mời lớp trưởng Đinh Thị Phương Thảo ạ. Xin mời lớp trưởng Đinh Thị Phương Thảo chúng ta chụp hình cùng với lớp ạ. Vâng ạ, chúng ta ngồi thành hai hàng. Các bạn phía sau ngồi sổ bên, bạn ơi, bạn nữ chúng ta ngồi thấp xuống để che phía cô phía sau, cô thầy sau. Dạ, chúng ta thấp xuống. Bạn thanh cao hơn chứ bạn thanh ơi. 1, 2, 3. Rồi, xin cuối cùng xin mời lớp tiếng G ạ. Vâng, xin mời lớp tiếng G ạ. Mời cho hỏi lớp trưởng Nguyễn Vinh đâu rồi ạ? Xin mời lớp trưởng Nguyễn Vinh ta vâng đặt lớp mình về để chụp hình ạ. Vâng, mời các bạn lớp chín giờ chúng ta tiến về phía sân khấu để chúng ta chụp hình ạ. Các bạn nam chúng ta ngồi hàng phía trước và ngồi xuống ạ. Các bạn có thể lựa chọn phương án ngồi về xuống để chúng ta có một tấm hình đẹp mà. Vâng, chuẩn bị mọi người ơi. 1, 2, 3. Cười. Vâng, phần chụp hình lưu niệm với quý thầy cô đã xong ạ. Xin mời quý thầy cô vẫn tập về lại những chỗ ngồi của mình. Vui lòng cầm giúp hoa và quà trên tay để chúng em có thể dọn dẹp những bàn tiệc ở phía dưới ạ. Cho yên vui bao nhiêu lãng quên nhớ trắng ngày ngày mình đến trường dòng thời gian đôi khi ta mang bao ước mơ ngày xưa ta chỉ mong sao mình được lớn khôn nhưng sao giờ ta lại muốn trở về vô kỳ lãng ghê ngày ấy ta thực sự thấy có ai mong ta vậy mà giờ đây sao thấy ấm lòng hay do con tim lớn khôn mới thấy chuyện của thế gian bàn với tôi cho nghịch ngày xưa còn đấy thôi vậy mà thật lâu không mang ra đùa mang bao yên vui cả.
ơn thầy cô. Một người học trò ta cắp sách và để học cách lớn khôn, nhưng lạ kỳ những nghịch ngợm thì lại lớn hơn, để trong con tim ta ước muốn trở lại một thời ta vẫn luôn chỉ mong những ngày ta được về sớm và dùng thơm nước mắt với tiết học thật muộn. Khi thầy cô nghiêm khắc lòng ta đâu có chắc rằng mai sau ta, vì câu chuyện nhỏ bé cần thầy cô như thế để cho ta khắc ghi nhiều điều mà quãng thời gian nhiều năm trôi qua ta để ý. Tình cảm bạn bè thầy cô quả thực có nhiều lạ kỳ. Ô kỳ lạ ghê ngày ấy ta thường sợ thầy cô hay mắng ta, vậy mà giờ đây sao thấy ấm lòng, hãy do con tim lớn khôn mới thấy. Chừng có thời gian bàn với tôi trò nghịch ngày xưa còn đấy thôi, vậy mà thật lâu không mang ra đùa, mang bao yên vui cất vào nỗi nhớ. Ta còn chung bữa rơi mái trường xưa, sẽ không bao giờ quên đi bao ước mơ muôn thời. Chúng ta hay đùa vui những suy tư hồn nhiên đã lắng khôn ở nơi con tim biết ơn thầy cô. Khi lắng nghe ngày ấy ta thường sợ thầy cô hay mắng ta, giờ đây sao thấy ấm lòng, hay do con tim lớn khôn mới thấy. Chỉ có thời gian bàn với tôi trò nghịch ngày xưa còn đấy thôi, vậy mà thật lâu không mang ra đùa, mang bao yên vui cất vào. Production. Nhớ tháng năm ta còn chung bữa rơi mái trường xưa, giờ quên đi bao ước mơ muôn thời. Chúng ta hay đùa vui những suy tư hồn nhiên đã lớn khôn ở nơi con tim biết ơn thầy cô. Chương trình theo tiền của chúng ta thêm phần đậm đà, và trước cái phần đậm đà đó thì và nhân dịp hội khóa này thì bạn cũng có đôi lời muốn gửi đến quý thầy cô cũng như tất cả các bạn hội các bạn học sinh trong liên quan tiếng thứ là xin mời bạn ấy thì học ạ. Rồi, nó kìa.
rất là tuyệt vời của bạn Hồng ạ. Và để cho chương trình chúng ta lần ấy xa dần xa bước chân người bạn thân ơi giữ đất đi trong lòng nhìn nước mơ hồng ngày tháng chờ mong dòng thư buồn chưa kịp đi đáy ướt nhòa nhành hoa thơm chưa kịp trao tay một lần kỷ niệm năm trong chiều mưa tan trường hai đứa chung trường sao nghe vẫn vương
cảm ơn tình cảm của thầy đã dành cho hội khóa chúng em. Và liên tục chương trình xin mời một học ca đến từ lớp 9A ạ. Lớp 9A ạ, xin mời học ca của lớp 9A. Xin mời tất cả các bạn lớp 9A chúng ta tập trung. Yeah.
thêm một game show rất là đặc biệt ạ. Chương trình ngày hôm nay, mọi người về đến đây đã là một sự chuẩn bị rất là đặc biệt về thời gian. Một trong những cái khúc thời gian rất là quý báu của cuối hè đối với thầy cô, quý thầy cô cũng giống như tất cả các bạn, chúng ta dành một cái thời gian cuối tuần dành cho gia đình chúng ta về tham dự chương trình hậu khóa ngày hôm nay. Và ban tổ chức đặc biệt ngày hôm nay chuẩn bị cho chúng ta 5 phần quà cho những ai sở hữu những móc khóa sẽ sổ số trúng ngày hôm nay. Và 5 phần quà này Linh Vinh xin phép được bật mí. 5 phần quà rất đặc biệt, đó là 5 vé để chúng ta đi về thăm lại kỷ niệm 20 năm về trước ạ. Quý chị mình có thấy đặc biệt không ạ? Có đặc biệt không ạ? Dạ, phần quà sẽ dành cho 5 người sở hữu 5 số mà trên này trọng bóc trúng. Và 5 số này sẽ nhận được 5 cái tấm vé để chúng ta về lại thăm lại kỷ niệm 20 năm về trước ạ. Rất là đặc biệt ạ. Dạ bây giờ mình xin hỏi mọi người đã kiểm tra là móc khóa của mình chưa ạ? Dạ, 5 tấm vé rất đặc biệt để đi về 20 năm về trước. 5 tấm vé để quay ngược thời gian để tìm lại kỷ niệm của 20 năm về trước. 5 tấm vé rất đặc biệt ạ. Và ai sở hữu được 5 tấm vé này thì đặc biệt là 5 người đó rất là đặc biệt. Mọi người ơi! Số 8 ạ. Và một số nè. Và số 6 ạ. Như vậy, người đầu tiên trúng thưởng là người có số hiệu móc khóa mang số hiệu 186 ạ. 186 ạ. Bạn nào số hiệu mẫu từ 1 tới 5, nếu như không có thì là chúng ta sẽ sổ lại ạ. 186 ạ. 1 2 3 4 5. Và không có ai ạ. Bạn chậm. Dạ 182 không được thầy ơi, 186 thầy. Dạ bây giờ là mình sẽ bắt 2 số ạ. Như vậy số đầu tiên là có số 5 ạ. Số thứ hai có số thứ tự là số 7 ạ. Như vậy là ai sở hữu số 57 ạ? Ai ạ? Dạ xin mời và chúc mừng cô Châu ạ. Dạ cô Châu có số 57 ạ cô Châu. Dạ 157 không đúng cô Châu ơi. Dạ ai có số 57 ạ? Bạn Tâm ạ. À xin mời bạn Tâm lên sân khấu ạ. Các bạn chú ý là chúng ta có số 57 ạ. Có mà. Dạ không có ạ. Không lẽ 5 tấm vé đặc biệt chúng ta mà có vẻ như là kém như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ nhận đến lần quay thứ ba ạ. Và bốc 3 số ạ. Rồi số đầu tiên ạ. Mà chậm 1. Vâng số đầu tiên là số 0 ạ. Và cho phép mình bỏ lại số 0 một trong hổ lại. Và sổ lại ạ. Số 0 ạ. Tiếp ạ. Dạ số 9 ạ. Dạ như vậy chúng ta có 09 và cộng 1 con số nữa ạ. Ai sở hữu từ số 1 tới số 9 nữa ạ. Dạ 098 ạ. Ai sở hữu 098 sẽ là người đầu tiên nhận vé. Vâng xin mời. Xin mời bạn ạ. Xin mời bạn Phương ạ. Vâng tiếp tục nữa ạ. Bạn Phương chúc mừng. Dạ rồi 098 là bạn Phương nữa nè. Và bạn Đạm ạ. Tiếp tục bấm số ạ. Số đầu tiên ạ. Dạ số đầu tiên là số 9 ạ.
số 8 ạ. Không có số 9 nha. Dạ không có số 9. Như vậy thì chúng ta sẽ theo hướng số 98 ạ. Ai ạ? Ai có số 98 ạ? Ai là người sở hữu số 98 ạ? Ủa ai nữa? Đã có 98 rồi mà, cho nên giờ thử số lại. Rồi, cầm mắt đi. Dạ, số 0 ạ. Dạ, số 6 ạ. Dạ, số 6 ạ. Và 066 ạ. Xin nghe ạ. Ai có số 066 ạ? Mà không sắp sắp là thế nào không có à? Chiếc lộ bằng. Ván này có vẻ như là rất là tuyệt vời nhưng mà rất là khó. Rất là kén chọn người đây. Ván này số 2 à. Và số 2 có 2 số à. Số 2 và số 3 đi liền với nhau. Số 23 à. Bạn nào, hai anh chị hay là cô thầy cô nào có số 3 à? Và còn 3 tấm vé nè, mời Bọc Minh lên phía đây nè. Còn 3 tấm vé nữa, hộp qua cho bắt đầu có tay ra to đi hả. Số 1 ạ. Số 5 ạ. Số 7 ạ, hộp 57 ạ. Xin mời cô Châu. Xin chúc mừng cô Châu, cho một đầu có tay thật to. Mời 2 tấm vé còn lại ạ. Dạ, số 6 ạ, như vậy chúng ta còn 1 số nè. 68 ạ, Lộc Phan. 68 ạ. Bạn nào sở hữu số 68 ạ? Số 6 và số 8 ai có mà? Mời Thị Thái. Dạ không có, xin chờ tiếp ạ. Số 1 ạ. Số 3 ạ. 130 ạ. 130 ạ, bạn nào ạ? Sở hữu số 130 ạ? Dạ không có, số tiếp ạ. Có sao không lên? Nhanh lên, có đến cái 1-5 mà không có là vé chỉ cho người khác. Dạ xin mời bạn trai đã trúng 130 ạ. Và số vé cuối cùng, số 8 ạ. Như vậy đồng nghĩa với số cuối cùng ở đây 82 ạ. 82. Quý thầy cô và các bạn đã có số 82 không ạ? Kiểm tra là một lần nữa, 82 lần thứ nhất, 82 lần thứ nhì, 82 lần thứ ba, 82 lần thứ tư và kết thúc tập 2 xin số tiếp ạ. Vâng, số 9 ạ. À, 92, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 90, 90, 90, 90. Như ban tổ chức đã hứa từ ban đầu, do cái phần thưởng của chúng ta quá đặc biệt, cho nên ban tổ chức quyết định thay đổi phần thưởng nhiều hơn. Đó là thay vì một tấm vé để về 20 năm trước, Lương Vinh và tất cả các bạn thống nhất sẽ chuyển cho tất cả quý thầy cô cùng các bạn đã may mắn trúng được năm giải ở đây một vé về tuổi thơ ạ. Đồng ý không ạ? Một vé về tuổi thơ. Và xin mời bằng tặng trao những cái tấm vé đó cho quý thầy cô cùng các bạn đây ạ. Vé về tuổi thơ, một vé về tuổi thơ rất là tuyệt vời, trong đó có hành trang rất tuyệt vời. Mời xin mời những người trong tuổi chúng ta mở phần quà ra. Vâng ạ, không ai mà không biết đến những phần quà đó là những gói bập bập, những tuổi thơ của chúng ta luôn luôn
những gói một mình như thế này. Và đây là một phần quà tuyệt vời, một vé về với tuổi thơ ạ. Xin chúc mừng và xin mời quý thầy cô cũng như các bạn trung thường may mắn chúng ta về với chúng tôi ạ. Quý thầy cô ơi, các bạn ơi, có thấy chương trình có tuyệt vời không ạ? Hơn một chương trình sẽ rất tuyệt vời nữa với giọng ca nhạc sĩ Hoàng Văn và hát tiệc lúa hôm nay. Oh.
Phạm Minh Tuấn. Sống phải ước mơ, phải khát vọng, đúng không? Nếu cuộc sống ta không có khát vọng, không ước mơ thì sẽ khó thành đạt. Thầy mong rằng sau bài hát này các em có một người con ước nguyện của mình về tương lai, phải sống thế nào, ước mơ thế nào. Sống như đôi người, vừa bơi như tầng cao, hay sống như đôi trao, như điểm trao, để thấy mơ rộng. Hãy sống và ước vọng, để thấy nơi mình. Oh,
một điều rằng cô sẽ không hối tiếc vì nhận được giải thưởng này ạ. Vâng, tiếp tục ạ. Dạ cô Văn, dạ số thứ hai đó là số 053. 053, quý thầy cô và các bạn nào có số 053 dưới ghế ạ? Dạ có không ạ? Dạ kiểm tra là một lần nữa, một phần quà rất là đặc biệt và vẫn nhận thấy là có nhiều người rất là ngại trong việc lật ghế để xem mà vẫn thấy đây là một điều rất là đáng tiếc. Và chúng ta chỉ có 5 vé, 5 bay cho các bạn. Vâng ạ, vẫn sẽ số lại lần này ạ. Lần này em tạm cho 2 số đi ạ. Vâng, đó là số 78 ạ. Số 78 ạ, có ai mà? Số 78 ạ. Bạn nào có thì đưa lên nghe. Nếu như không có thì không đưa lên để làm mất phong tâm bằng tổ chức. Vâng, nếu như không có 78 số tiếp ạ. Ai có 78 ạ? Xin mời bạn cầm ghế lên rồi bạn Thúy Nguyễn Thị Thúy. Nếu ghép lại Nguyễn Thị Thúy là thành Thúy ạ. Nguyễn Thị Thúy mời lên ạ. Vâng, một số duy nhất, một số duy nhất trong dãy số 10 con số ạ. Số 2 ạ, ai sở hữu số 2 là người đến vị trí số 2 của chương trình ạ. Số 2 ạ. Các bạn nào sở hữu số 2 không ạ? Vâng, anh chị em có thể nhìn thấy là có 2 người ngồi đây nè. Ai sở hữu số 2 ạ? Dạ không có. Mời mình tặng bốc tiếp ạ. Bốc tiếp một con số đây nào ơi. Vâng, nếu như không có số 2 thì số 3 ạ. Ai có số 3 ạ? Dạ không có số 3, mời mình tặng bốc 3 số. Thầy Nhiên số 3 ạ. Mời Thầy Nhiên ạ. Vỗ tay ạ, chúc mừng Thầy Nhiên. Vâng, tiếp tục ạ. Mời mình tặng bốc 3 số ạ. Ngẫu nhiên ạ. 098 ạ. Số 098 ạ. Bạn nào sở hữu 098 ạ? Dạ mang thầy thẳng ạ. Xin chúc mừng thầy hiệu trưởng đáng kính của chúng ta trong niên khóa 95-99 ạ. Và mời thầy thẳng cầm luôn chiếc ghế lên trên ạ. À, xin mời tất cả các bạn hội khóa cho chúng ta ghi lại những cái khác rất đặc biệt này ạ. Chúng ta đã có trên này một vị giáo viên chủ nhiệm, một thầy hiệu trưởng và một tổng một rất đội kỳ cựu trong những năm qua. Em mời thầy ngồi đây ạ. Vâng, mà không để chờ lâu ạ. Chúng ta sẽ bốc tiếp. Hai số ạ, hai số để mình sắp xếp lại nghe. Rất mong là chúng cô Huệ. Cô chào hết cái hội trúng thưởng rồi cô chào ơi. Dạ, số 27 ạ. Bạn nào sở hữu số 27 ạ? 27. Rồi, xin mời bạn. Xin mời bạn giết. Nếu ai trúng thưởng là mình đập tay ra nắp từ người một đúng không ạ? Thậm chí là mình có thể đập được tay họ luôn, đó là Tăng Thị Duy Thị. Phần quà đặc biệt, 5 phần quà rất đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Và vâng, Vinh trao lại cái phần số 57 may mắn cho bạn Thịnh. Vâng, mình ra âm nhạc nhỏ là chút xíu ạ. Bữa ơi, cho bên chí, cho bên phỏng vấn cái người rất là đặc biệt ngày hôm nay, đó là thầy Thạnh ạ. Dạ, thưa thầy, em đại diện cho ban tổ chức chương trình. Xin đặt anh một câu hỏi với thầy ạ. Và nếu như đặt, nếu như mà ngày hôm nay, thầy có cảm nhận gì mà đặt một chiếc vé mà để ngày mai ăn điểm tâm tại cái du thuyền trên sông Hàn đối với hai học sinh của mình cũng như ba đồng nghiệp của mình ạ? Tôi rất vui. Cái này thì có 5 người nhưng mà 3 thầy cô cũng khó. Cái này cũng có đặc biệt 980 học sinh có mặt. Nhưng mà 3 thì cái số lượng của thầy cô ở đây thay. Nhưng mà cũng số nhiều hơn. Thì cũng rất vui và đây là số may mắn. Thôi cũng chúc lần nữa chúc tất cả các thầy cô và các em. Vâng, vỗ tay ha. Xin cảm ơn phần phát biểu rất tuyệt vời của thầy. Và đây là tấm lòng của ban tổ chức cũng như hội khóa đã chuẩn bị dày công dặn dò, dày công chuẩn bị. Và xin gửi đến quý thầy. Và quý thầy, xin quý thầy trân trọng những cái tấm vé này ạ. Nhất định sáng mai phải là tham dự chương trình này với lại ban tổ chức ạ. Vâng ạ, xin gửi ạ.
Vâng ạ. Rồi xin lỗi ạ. Và còn một phần việc cuối cùng để chúng ta hoàn thành tấm vé này là xin mời quý thầy cô của các bạn đứng lên và có thể mở những phần quà của mình ra. Mở phần quà ra. Vâng ạ, một gói mì tôm và một hộp sữa. Đây là một phần quà rất là tuyệt vời. Một phần quà ánh sáng tại du thuyền 5 sao trên sông Hàn ạ. Vâng ạ. Rất cảm ơn ạ. Và xin quý thầy cô cùng các bạn hãy trân trọng món quà này ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều anh em lắm, tụi mình tới đây rồi thì có nghĩa là không có còn là tay riêng nữa mà tụi mình là cựu học sinh của trường Phan Chu Trinh đúng không ạ? Đến tại ngày hôm nay chiếc xe xin góp vui một bài hát hoặc là một liên khúc ba bài hát. Thì bài đầu tiên sẽ là bài Chồng Cơm. Come on.
Chàng trai đầu tiên có tay là Trương Công Nhiên ạ.
Dạ em xin bắt tay với thầy cái này. Rồi trả lại cho em. Cảm ơn anh Đồng. Được gặp tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh thì trong tôi cảm thấy rất là cảm động, ngồi hồn và vui, vì quá vui cho nên là tôi cũng lên ráng một bài trong bài hát, có nghĩa là không có đứng hát một mình một lần nào hết á, nhưng mà giờ trời là vui quá cho nên là thôi cứ ráng một bài thì mang các thầy cô và các em ủng hộ. Xin bài Hoàng hôn màu lá. Rõ ràng, theo chân anh trở lại. Cái
chính là 5.000, xíu nữa nộp lại cho bên ngàn. Vâng, và bây giờ hậu khóa chúng ta nhận được 5.000 qua đây, không biết ai đánh rơi 5.000 xin nhận lại từ bên thời tạm đánh rơi 5.000, ai đánh rơi chính nhận. Và mình biết rằng trong hậu khóa này còn có rất nhiều đánh rơi nữa, nhưng mà không biết đánh rơi cái gì. Mong quý vị đừng có đánh rơi nhiều nữa. Và bây giờ có một cái phần game show dành cho tất cả chúng ta. Dạ, xin chào thầy ạ. Phần game show này xin mời mỗi lớp hai bạn ạ. Ban tổ chức dày công để mà dàn dựng cái chương trình này, thì xin mời mỗi bạn, mỗi lớp một nam một nữ ạ. Ai xung phong? Đa số các thầy cô là đã nghỉ hưu. Có một số thầy cô đang thời kỳ giáo chức, tức là cũng đã dạy dỗ các em của thầy tiểu học. Trong học cũng luôn luôn theo dõi về các em, cũng nhớ về các em. Thì các cô hôm nay không đi dự được, thì cũng có gửi cho các em một phần quà để kỷ niệm. Thầy đại diện cho hội cựu giáo chức của phường gửi trên ban tổ chức các em liên hệ để nhận. Cuối cùng là thầy cũng xin tha mặt hội cựu giáo chức của phường Điện An, đó là kính chúc các em vui khỏe, thành đạt và hạnh phúc trên con đường tương lai. Xin chân thành cảm ơn các em. Vâng, và tiếp lời của thầy Hải thì Lưu Vinh xin đại diện cho ban tổ chức chương trình hội khóa. Và nếu như ngày hôm nay Lưu Vinh nói chương trình của chúng ta còn chỉ có 25 phút thì bạn sẽ nghĩ gì ạ? Nếu nghĩ là còn 25 phút thì bạn nghĩ thế nào ạ? Rất là đáng tiếc đúng không ạ? Và còn lại bao nhiêu phút Vinh không biết, nhưng mà những giây phút phía sau này Vinh nghĩ mọi người rất rất là trân trọng để chúng ta có thể có những cái giây phút bên nhau rất là tuyệt vời này đúng không ạ? Và một chương trình game show mà bạn Trọng cũng như Lương Vinh đã chuẩn bị rất là đặc biệt từ đầu chương trình đến đây. Thì mời mỗi lớp một nam một nữ ạ. Ai xung phong ạ? Đúng một bên tường. Vâng ạ. Rồi, 9B đã có bạn Tuyết và bạn Tuấn. Còn ai nữa mời 9A đâu ạ? 9D đâu ạ? 9D thấy sâu nổi lắm. 9D tuyệt vời, 9D có bản hiệu riêng, có con dê riêng. Rồi, bạn Thuận, rồi bạn chín dê còn ai nữa mà một người nữ đâu ạ? Vâng, một người nữ của chín dê nữa đó ạ. Thôi mời mừng chung. Rồi, chín dê còn ai thiếu mà không lẽ chín ai có mình Thuận ạ? Hiệu lệnh của mình đếm 1 đến 2 thì các bạn bắt đầu thổi bong bóng. Ai mà thổi nổ trước thì chiến thắng nha. Nổ cùng một cặp nha. Chấm điểm là cách thúc hai bạn trong một lớp. Ví dụ như một lớp mà một bạn nổ trước, một bạn nổ sau thì chưa kết thúc được cái phần của mình. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Các bạn ở dưới chúng ta làm giám khảo nè, xác định thử ra lớp nào không có tiếng Việt nghe các bạn. Nghe lại của chồng nè.
Phải đi khi đi Hồng Hóa thì phải có mang quà về ạ. Đi mà đi Hồng Hóa về, nhưng mà con cái mà hỏi là ba ơi đem cái gì về cho con, thì con có bông bán ở đây à, bỏ vô. Con đừng có đưa cho vợ nghe à, cái này không có dùng cho vợ được ha. Mọi người cầm, mỗi người cái chia ra à, đây rồi, lớp chiến đây. Rất cảm ơn các bạn, màu sắc thì tự chọn nha. Dạ vui thôi, đừng có dùng cho việc khác thì được, thẩu bông bán thôi, không phải việc khác nghe. Vâng, đó là phần quà dành của ban tổ chức dành cho mỗi người để đem về tặng cho con nghe. Không đi hội khóa thì thôi, mà đi hội khóa thì nhớ mang quà về. Bây giờ người ngắm đấy là Vinh sẽ là người tặng quà. Một món quà vô cùng đặc biệt gửi đến tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta không có kẻ thắng người thua, tất cả chúng ta đều là chiến thắng đúng không nào? Và Vinh triển khai những món quà thân thương nhất để gửi đến các bạn không? Chiến thắng ngày hôm nay. Thật ra món quà này là còn ý tưởng nè. Dạ. Dạ hương vị ngọt ngào. Món quà này có ý nghĩa là hương vị ngọt ngào ạ. Và ngày học khóa thì chúng ta có một hương vị rất là tuyệt vời ạ. Và đây là hương vị rất là tuyệt vời dành cho những cái tình cảm bạn bè dành cho nhau. Đó là hương vị rất là ngọt ngào của những cái tuổi thơ à. Mà tuổi thơ mình ước ao có được cái hương vị này cũng khó. Ngày xưa mà ra cô bưởi kia mới có. Các bạn ai nhớ cô bưởi cho ta đây ạ. Xin tặng những phần quà mà cô Bưởi đã. Ngày hôm nay là cô Bưởi có mời cô Bưởi tới tham dự mà cô Bưởi không tới được. Nên cô Bưởi gửi những phần quà tới tặng mấy bạn trong trò chơi nè. Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Vinh ơi, Vinh theo thầy là một cây không một tổ một cây mức trung. Cái ơi đi phát hơi cây bây giờ. Đúng không nè? Một lớp là một cây mức trung. Mở cái kỷ niệm thú lại nhanh. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn ạ. Chúng ta dưới cho các bạn một tràng pháo tay được không ạ? Một lần rất cảm ơn các em tổ chức một cuộc vui. Có thầy, có cô,
và 20 năm một lớp tập về của anh và thầy rất cảm ơn các anh rất nhiều. Và hôm nay thầy sẽ hát bài Phượng Hoàng. Về sau khi chúng ta về trường thì xin mời thầy Thành đại diện cho các thầy cô mới cũng như ban giám hiệu trường trong hiện tại rất vui một tiết mục văn nghệ cùng với lại hội khóa chúng ta. Xin mời thầy Thành ạ. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để mời thầy Thành được không ạ? Thấy chưa? Rất là cảm ơn cái lời mời của các em liên khóa 94-99 của trường Hồ Chí Minh. Thật ra mình cũng là một cựu học sinh của trường Hồ Chí Minh, nhưng mà ngày hôm nay là có việc cho nên là cũng về trễ một chút, cho nên là cũng rất là cảm ơn cái lời giới thiệu của các bạn. Và để góp vui cho buổi hôm nay, trừ cũng trong cái mang sai của những tình cảm của Hòa
chung với lứa tuổi học trò của cựu học sinh Phan Chu Trinh. Cho nên chúng ta hát bài Say Tình. Thank you.
cho ban tổ chức xin kính chúc cho quý thầy cô, quý anh chị kỳ học sinh về tham dự hội khóa ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe, chúc gia đình quý thầy cô, quý anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc cho công việc của quý thầy cô, quý anh chị được thành đạt. Chương trình văn nghệ xin chính thức được khép lại tại đây. Tuy nhiên, quý anh chị, quý thầy cô, nếu mong muốn có thể nán lại để tâm sự với nhau, để mà gửi gắm những tâm tư tình cảm cùng với nhau. Riêng mang tổ chức thì chương trình văn nghệ tới đây là tạm dừng và kết thúc. Xin chúc cho toàn thể học khóa chúng ta sức khỏe. Gầy trăng ướt áo xa lời hứa.